thứ ba, mùng 3 tháng 11 năm 2020, con đường tín thác. Bài số 8, con đường bỏ ngỏ. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi đang chia sẻ đến anh chị em và các bạn cuốn sách mang tựa đề Con đường tín thác mà chúng tôi đã viết trong dịp kỷ niệm 25 năm linh mục 21 tháng 12 năm 2016. Bài 1 từ ngày thứ 2 26 tháng 10 là Đoạt lý mà quên người. Bài 2 thứ 3 27 tháng 10 Cái vòng danh lợi cong cong. Bài 3 thứ 4 28 tháng 10 Ba lên một xuống. Bài 4 thứ 5 29 tháng 10 Lòng chai dại đá. Bài 5 26 Bài 5 30 tháng 10 Tâm thần phân liệt hoang tưởng. Bài 6 thứ 7 31 tháng 10 Tranh hơn tranh thua. Bài 7 thứ 2 mùng 2 tháng 11 Cho những người nằm xuống. Và hôm nay bài số 8 ngày thứ 3 mùng 3 tháng 11 mang tựa đề Con đường bỏ ngỏ, con đường tín thác. Nếu hội thánh còn là hội thánh của Chúa Kitô, nếu hội thánh còn là thân mình của đấng cứu chuộc ở trần gian, thì hội thánh phải cho thế gian thấy mình là một Đức Giêsu Kitô nối dài, một Đức Kitô nhỏ bé, khiêm hạ, giàu lòng thương xót, như trong thư Phaolô gửi tín đoàn Philippe chương 2 câu 1 đến câu 11. Nếu không thì hội thánh chỉ còn là một cộng đoàn với những nhà thờ nguy nga, đền đài lộng lẫy làm hoa mắt thế gian, với những phẩm phục long trọng, những lễ nghi trang hoàng tốn kém, những thứ bậc chồng chất lên nhau. Rốt cuộc tất cả những thứ ấy đã che lấp mất Đức Giêsu Kitô là đầu, là sự sống của hội thánh. Kinh nghiệm đau xót của hội thánh thời Trung Cổ đã chứng minh điều ấy. Vậy Đức Giêsu được diễn tả trong thư Philippe là Đức Giêsu thế nào? Xin đọc lại lời Chúa. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Philippe chương 2 câu 5 đến câu 11. Và Thánh Phaolô đã nhấn mạnh bằng câu này: anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Giêsu. Hội thánh bất kỳ ở đâu, toàn cầu hay địa phương, bất kỳ là cộng đoàn đông số hay ít ỏi, hay là ngay cả là một cá nhân Kitô hữu, thì tất cả và từng người phải có như nhau một tấm lòng, một suy nghĩ, một tình cảm, một tâm tư như Đức Giêsu Kitô. Và từ trong tâm tư ấy mới xuất phát việc làm, mới hướng dẫn mọi hành động. Như thế mới công chính, mới tinh tuyền, mới duy nhất, mới thánh thiện được. Vậy tâm tư của Đức Giêsu là tâm tư gì? Tấm lòng của Đức Giêsu là tấm lòng gì mà hội thánh và mỗi người trong hội thánh phải có? Tấm lòng Đức Giêsu là lòng thương xót, là tấm lòng bỏ ngỏ để cho Cha của Ngài hoạt động. Đức Giêsu xuống thế gian không phải để làm một cái gì theo ý mình, mà là bỏ ngỏ tất cả để chỉ làm theo ý của Cha. Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu chỉ có thế. Một tấm lòng như thế thì người đạo đức ngày nay không thể chấp nhận, không thể chịu được.
Nhưng Đức Giêsu đã chịu được và đã công bố cho cả thế gian biết như vậy. Phần ta chẳng làm gì cả. Cha bảo sao, ta làm vậy. Lương thực của ta là làm theo ý cha ta, vì ta đến không phải để làm theo ý của ta, mà làm theo ý cha đấng đã sai ta. Những người đạo đức hôm nay nôn nóng cộng tác với Thiên Chúa, chỉ muốn làm một cái gì cho sáng danh Chúa, nhưng thực ra là làm cho sáng danh mình. Cho nên sinh hoạt cộng đoàn cứ loạn xà ngầu lên. Thánh Faustina đã phải thốt lên: "Ôi, đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân." Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây. Nhật ký 1139. Teresa, thánh nữ của tình yêu, của lòng thương xót, cũng chỉ có một tâm tư như Đức Giêsu Kitô. Teresa cũng như Faustina, nhỏ bé, đơn sơ như đứa trẻ, hoàn toàn tín thác vào cha của mình, như Chúa Giêsu muốn. Bởi vì con là con trẻ, con hãy ở mãi bên trái tim cha. Nét đơn sơ của con làm thỏa lòng cha hơn những khổ chế của con. Nhật ký 1614. Nhật ký 1617. Cuộc đời của Teresa trước mắt những người đạo đức có thể bị lên án là một cuộc đời thụ động, chẳng được tích sự gì cả, cái gì cũng ỷ vào Chúa để cho Chúa làm. Chính một chị dòng kín ở Lisieux, khi được lệnh viết về tiểu sử của Teresa, đã nói: "Ôi, cuộc đời của Teresa có gì đâu mà viết. Cuộc đời quá bình thường đến độ tầm thường nữa." Thế nhưng hội thánh đã tuyên xưng người phụ nữ chẳng làm được tích sự gì ấy, nên một người làm nhiều việc lớn lao quá sức tưởng tượng. Teresa bổn mạng các sứ truyền giáo. Teresa đã có một tâm tư như đã có nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã bỏ ngỏ đời mình cho cha, nên công việc 3 năm rao giảng của Ngài chẳng có bao nhiêu mà cứu cả nhân loại. Teresa cũng bỏ ngỏ cho Chúa Giêsu, thì qua tấm lòng rỗng không, chẳng có đạo đức gì, chẳng có công nghiệp gì, chỉ biết tín thác, Đức Giêsu đã lấp đầy bằng lòng thương xót của Ngài và làm cho Teresa thành quyền năng kéo bao nhiêu linh hồn về với hội thánh, ngang ngửa với Thánh Francisco Xavier, suốt đời bôn ba vất vả ngược xuôi. Teresa không có những hoạt động hiển hách. Các chị đừng tưởng tượng phải làm những việc lớn lao mới nên trọn lành được. Chúa Giêsu không cần đến những công trình hiển hách hay những tư tưởng quảng bác của chúng ta. Nếu Ngài muốn những quan niệm cao siêu, Ngài đã chẳng có các thiên thần thông biết trội vượt các bậc kỳ tài trần gian ư? Vậy Chúa không đến trần gian để tìm kẻ thần thông hay các bậc thiên tài, nhưng để yêu dấu sự đơn sơ chân thành. Thực ra thái độ bỏ ngỏ hay tín thác của Teresa không phải là một thái độ
thụ động, nằm chờ sung rụng. Đó là một thái độ tích cực, thể hiện niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa, cùng với nỗ lực hết mình để làm theo ý Chúa. Sau khi đã miệt mài tìm kiếm thánh ý Chúa, nhận ra ý Chúa là phải làm công việc của Chúa, thì phải cố gắng hết sức mà làm công việc ấy, dù khó khăn, trở ngại, dù thử thách gian nan, như chính Chúa Giêsu đã vâng ý Cha, làm công việc của Cha đến thiệt cả mạng sống. Đâu phải nói là vâng ý Cha rồi ngồi chơi xơi nước để Cha làm gì thì làm, rồi biện luận rằng mình chọn Chúa chứ không chọn công việc của Chúa. Chúa nói với Thánh Faustina: "Hỡi anh nữ của Cha, Cha không miễn trước cho con khỏi hành động đâu. Con hãy làm những gì trong khả năng của con, nhưng con không bao giờ được thôi cố gắng." Nhật ký 1374. Và Faustina thưa lại: "Lạy Chúa Giêsu của con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm, chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. Nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen." Nhật ký số 663. Nếu thực sự chọn Chúa thì phải làm theo ý Chúa, làm công việc của Chúa, và làm việc của Chúa thì phải chấp nhận gian nan tư bể, ma quỷ quấy phá, con người cản ngăn. Đừng cho rằng khi mình làm việc tông đồ mà xuôi chèo mát mái thì đó là hợp ý Chúa, còn khi gặp trở ngại khó khăn thì công việc đó không phải là ý Chúa. Có khi ngược lại, càng gặp trở ngại càng chứng tỏ đó là việc của Chúa, như Faustina đã tự thú: "Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Một mình con, có lẽ con không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là tôn sư của con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao, nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thực." Nhật ký số 662. Chúa còn cho Faustina thấy hơn thế nữa: vinh quang lòng thương xót của Chúa ngay lúc này đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót của Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng tôi đã thấy rõ thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết cuối cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan, vì chính khi ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Nhật ký số 1659. Chúa xác nhận rõ ràng: "Hỡi tông đồ lòng thương xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng thương xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền lòng thương xót của Cha.
những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con, và bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. Nhật ký số 1142. Ngày nay, có nhiều người không muốn đi vào con đường thơ ấu thiêng liêng của Teresa, không muốn tín thác như Faustina. Họ cứ muốn phải làm một cái gì đó để lưu danh hậu thế. Và vì hăng say quá, cho nên những cái tôi to lớn ấy dễ va chạm nhau, cứ rối tinh rối mù cả lên. Ai cũng muốn xưng hùng xưng bá, muốn làm những tượng đài thật to, những công trình thế kỷ để thu hút mọi người kéo đến chỗ mình, để mưu cầu danh lợi. Chứ nào Thiên Chúa có được tôn vinh? Ai cũng muốn để lại dấu ấn trong thời mình đang coi sóc, cho nên kẻ trước xây, người sau đến đập, rồi lại xây cái mới, cái khác hơn, to hơn, cao hơn, lộng lẫy hơn, tốn kém hơn, để sau này thiên hạ nhìn vào đó mà tưởng nhớ đến mình. Cứ thế, người ta đua nhau mà làm, dẫm đạp lên nhau mà làm, rồi có khi vì hăng say làm cho mình quá, tranh giành ảnh hưởng, giành nhau quyền lợi mà đưa đến cảnh huynh đệ tương tàn. Đó là mưu mô vô cùng thâm độc của ma quỷ, mà vì đang say men chiến thắng nên khó có ai mà nhận ra được. Họ sợ thế gian quên mình khi mình về hưu, sợ người ta không còn nhắc đến mình khi mình không còn tại chức nữa. Ấy vậy mà người ta không sợ rằng mình quên Chúa, át mất vinh quang Thiên Chúa, nhất là không cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực như Teresa, là thấy tên mình được ghi trên trời chứ không phải được ghi trên bia đá sổ vàng. Bởi vì ai cũng muốn ý mình là nhất, không ai muốn có nơi mình một tâm tư như đã có nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu chỉ với ý của riêng từng người, sức của con người mà cải tạo được thế giới, cải tạo được giáo hội, và nói thẳng ra cải tạo được chính bản thân mình, thì ngôi hai Thiên Chúa khỏi cần phải xuống thế để chết tủi nhục trên thập giá. Suốt đời Đức Giêsu chỉ dạy một lời cầu nguyện: xin cho ý của Cha trên trời được thể hiện khắp mặt đất, khắp cõi lòng. Khi lòng tôi không phải là tấm lòng của Đức Giêsu, không phải tâm tư của Đức Giêsu, thì tôi có đạo đức đến mấy, có hăng say hoạt động tông đồ đến mấy cũng chẳng được ích gì. Cái gọi là đạo đức, là hoạt động tông đồ ấy, thực chất chỉ để vinh danh cái tôi của mình hơn là vinh danh Chúa. Tôi giống như những người nói với Chúa: lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Nhưng Đức Giêsu đã thẳng thắn nói với họ rằng: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Đức Giêsu khẳng định chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào nước trời mà thôi. Hội thánh Đức Giêsu không phải là hội của những người đạo đức thông thái, hội của những người giàu sang phú quý, hội của những người nhà cao cửa rộng họp nhau lại để danh Chúa nhờ những người đó mà được hiển vinh. Hội thánh Đức Kitô gồm những người tội lỗi cần lòng thương xót của Chúa, được Chúa xót thương và sẵn sàng để cho Chúa xót thương cứu vớt. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc chúng ta nhớ rằng sứ điệp mạnh mẽ nhất của Thiên Chúa là lòng thương xót. Điều ấy có nghĩa là chào đón người ta với sự đồng cảm và con tim rộng mở. Từ những người tị nạn phải rời bỏ quê hương
vì chiến tranh bạo tàn, đến những người nhập cư phải rời bỏ nhà cửa để đi tìm cuộc sống tốt hơn. Điều ấy có nghĩa là diễn tả sự cảm thông và tình yêu với những người chịu thiệt thòi và bị gạt ra bên lề, với những người chịu đau khổ, với những người đang tìm sự cứu độ. Hội thánh của Đức Giêsu không khuyên bảo ai, không dạy dỗ ai, mà chỉ đi loan báo và làm chứng về một Đức Giêsu giàu lòng thương xót, vì xót thương nhân loại mà chịu chết trên thập giá và phục sinh. Ai chịu lấy Đức Giêsu Kitô thì được cứu. Chịu lấy Đức Giêsu là phải bỏ ngỏ đời mình để Đức Giêsu đổi lòng dạ của mình thành tâm tư của Ngài. Khi ấy sẽ có mọi sự tốt lành, sẽ xót thương nhau, yêu thương nhau không thể tưởng tượng được. Nếu không bỏ ngỏ đời mình như Teresa, như Faustina cho Thiên Chúa tái tạo cả tâm tư, nỗi lòng của mỗi người, thì dù có sống với nhau cả 1.000 năm, 1.000.000 năm, chúng ta vẫn chỉ là những hòn đá rắn chắc cô đơn nằm cận kề nhau mà không thể nên một với nhau được. Có đụng vào nhau thì chỉ để tóe lửa mà thôi. Thánh ý Thiên Chúa dành cho chúng ta là hãy luôn có lòng thương xót và đừng lên án bất cứ ai. Thiên Chúa có một trái tim nhân lành vì Ngài luôn yêu thương. Ngài thấu hiểu những khổ đau của con người, những thách thức chúng ta phải đối mặt và những tội lỗi của chúng ta. Là một người Samaritano nhân lành, có thể là một thách đố với nhiều người, nhưng đó là cách tốt nhất để bắt chước Chúa Giêsu và bước theo con đường của Ngài, con đường lòng thương xót. Hành vi một người Samaritano nhân hậu đang thực hiện chính là bắt chước lòng thương xót của Thiên Chúa khi người ấy tỏ lòng thương xót với những người cần đến. Đức Thánh Cha Phanxicô, quá khứ của con, lạy Chúa, con phó thác cho lòng thương xót của Chúa, hiện tại của con cho tình yêu Chúa và tương lai của con cho sự quan phòng của Chúa. Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của Cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót của Cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho Cha. Cả các tội nhân lẫn người công chính đều cần đến lòng thương xót của Cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của Cha. Nhật ký 1577. Chỉ cần một chỗ dưới chân Chúa sẽ làm cho linh hồn khốn khổ của tôi được bổ dưỡng và dứt khỏi nhiều điều lo lắng. Xin cho tôi niềm an ủi được luôn là một tu sĩ bình thường với sự cô tịch nào đó. Tôi thấy cái chết kề bên, tôi chợt hiểu ra rằng chúng ta chỉ có một nơi trú ẩn, đó là lòng thương xót vô cùng và lòng nhân hậu của Chúa chúng ta. Lạy Cha, ngợi khen Cha đã ban cho chúng con một tấm lòng để những lúc thất vọng chán nản chúng con có chỗ tín thác nương nhờ. Tấm lòng ấy là trái tim Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con được mạnh dạn tín thác mà bỏ ngỏ để Cha làm những điều kỳ diệu trong con người yếu hèn tội lỗi của chúng con. Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa, xin hát dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh. Con hỏi mình tại sao
Chúa nhân từ yêu ái dương bao. Phận bé thơ thầm hèn, người chọn con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa. Cả men núi cao vời vợi, nhờ bàn tay ai đã trồng đây. Con ngân nga, đời đời khúc hát tạ ơn. Chúa ia nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngàn. Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc bao la. Dâng tiếng cha cùng đàn, và muôn khúc hát hoan ca. Con chỉ là trẻ thơ, với con đường thơ ấu mộng mơ. Đường dẫn lên quê trời, hồn con bao thao thức người ơi. Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên. Ai mong muốn lên nước trời, phải trở nên thơ bé mà thôi. Con ngân nga, đời đời khúc hát tạ ơn. Chúa ia nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc hoan ca. Dâng tiếng cha cùng đàn, và muôn khúc hát hoan ca. Amen. Chuyên đạo chuyên đời, ngày 3 tháng 11, Thánh Martin de Porres. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Chuyên đạo chuyên đời, ngày 3 tháng 11, Thánh Martin de Porres. Năm 1579 là niên biểu ghi nhớ ngày sinh ra của Martino ở Lima, Peru. Và năm 1639 là niên biểu ghi nhớ ngày qua đời của thánh nhân. 60 năm giữa hai niên biểu này là khoảng thời gian Martino tiến tới miền ánh sáng trong sự khiêm tốn và hiến mình trọn vẹn để phục vụ các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Vị thánh này xuất thân từ một hoàn cảnh vô cùng bi đát và đắng cay, là con của một thiếu nữ da đen đã từng bị đem bán làm nô lệ vào một nhà quý tộc người Tây Ban Nha. Martino đã được vị linh mục rửa tội ghi trong sổ bộ của giáo xứ là con không cha. Martino đã lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha mãi cho đến 8 tuổi. Nhưng sau khi được chính thức thừa nhận không bao lâu thì người cha ấy lại bỏ rơi gia đình.
Một lần nữa, cậu bé Martino lại rơi vào cảnh khốn khổ như đa số các em bé nghèo của thành phố Lima. Vào giữa thế kỷ thứ 16, sống trong một hoàn cảnh hết sức đen tối như thế, thử hỏi có hy vọng gì cho một cậu bé mồ côi da đen hay không? Nhưng cảnh nghèo ấy đã không gieo vào lòng cậu bé mang hai dòng máu này chút cay đắng nào. Trái lại, cậu tiếp nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống như là một thách đố, như là một ân sủng. Martino có một người mẹ biết kính sợ Thiên Chúa, bà Anna. Mặc dù phải chịu cảnh mẹ quá con côi, bà không bao giờ kêu trách Chúa hay đổ tội cho hoàn cảnh. Trái lại, bà phấn đấu làm việc để nuôi hai chị em Martino và dạy dỗ cho con mình biết trông cậy vào Thiên Chúa. Hơn nữa, bà còn dạy cho hai chị em biết chia sẻ những gì mình có được với những ai nghèo khổ, mặc dù chính gia đình bà cũng phải vật lộn từng ngày với bữa no, bữa đói. Chuyện kể lại rằng, có một lần bà tức giận bạt tai Martino vì tưởng là con mình lấy bớt tiền trợ của gia đình để tiêu riêng. Nhưng sau khi tìm hiểu nguyên do, bà đã hối hận vì biết rằng đứa con của mình đã dùng tiền ấy để chia sẻ với những người nghèo. Lúc 12 tuổi, mẹ của Martino cho theo học nghề với một người cắt tóc và tiểu phẫu, nên ngoài việc cắt tóc, cậu còn biết cách lấy máu, sự chữa trị rất phổ thông thời ấy, biết chăm sóc vết thương và biết trích thuốc. Sau vài năm hành nghề, Martino xin vào dòng Đa Minh làm người giúp việc vì cậu cảm thấy không xứng đáng để làm thầy dòng. Sau 9 năm, chính sự gương mẫu trong đời sống cầu nguyện và hãm mình, bác ái và khiêm nhường của Martino đã khiến cộng đoàn đề nghị cậu khấn làm tu sĩ hẳn hoi. Martino cầu nguyện hàng đêm và sống khắc khổ. Công việc hàng ngày của cậu là chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Martino coi mọi người như nhau, bất kể màu da, sắc tộc hay địa vị xã hội. Martino là cột trụ trong việc thành lập cô nhi viện, chăm sóc người nô lệ từ Phi Châu và trông coi việc bố thí của nhà dòng. Cậu thích làm những việc khiêm tốn đến độ được biệt danh là thầy chổi. Tại nhà dòng Đức Bà Mân Côi, Martino vẫn tiếp tục nghề thuốc của mình với một đức ái nhẫn nại vô bờ, như là một y tá của nhà dòng. Và Martino kín múc lấy sức mạnh trong kinh nguyện và khổ hạnh, vừa giấu mình làm việc, vừa lần hạt mân côi, thức đêm để cầu nguyện, rồi ngủ trên cái cáng dùng để khiêng những xác chết. Trong nhà dòng, Martino vẫn tiếp tục lấy tình yêu để đáp lại những bất công. Một bệnh nhân giận dữ với Martino, nhưng cậu đã êm ái nói với họ: anh giận dữ như vậy là phải lẽ lắm, nhưng cơn giận có thể gia tăng căn bệnh của anh. Hãy dùng món ăn mà anh thích này đi, và tôi sẽ thoa bóp chân cho anh. Martino không hề bất nhân, nhưng lại càng lo lắng săn sóc nhiều hơn cho những người tỏ ra độc ác và bất công với cậu. Martino nổi tiếng trong nhà dòng cũng như ngoài thành phố, dù đó là vấn đề chăn màn, quần áo, đèn nến, bánh kẹo, phép lạ hay lời cầu nguyện. Khi nhà dòng bị nợ quá nhiều, lâm cảnh túng thiếu, không còn tiền sinh sống nữa,
Martino đã năn nỉ với cha bề trên: "Con chỉ là một đứa con lai nghèo hèn. Cha hãy bán con đi. Con là sở hữu của nhà dòng. Hãy bán con đi để mà trả nợ." Bề trên đã phải rơi lệ và ôm lấy Martino. Như làm sao mà có thể bán người anh em đã thương mình, thương nhà dòng đến như thế? Tình thương của Martino không chỉ giới hạn vào con người mà còn lan tràn tới cả thú vật nữa. Sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người khác, thầy Martino cũng luôn nhận tất cả phần lỗi về phía mình. Martino đã từ chối không lãnh chức linh mục để có thể tiếp tục làm đầy tớ mọi người. Để thưởng lòng trong trắng, đức bác ái và sự khiêm tốn, Thiên Chúa đã ban cho Martino ơn chữa bệnh, ơn nói tiên tri và làm nhiều phép lạ. Nhiều tu sĩ thời ấy coi Martino như là vị linh hướng, nhưng Martino vẫn tự coi mình là người nô lệ nghèo hèn. Martino còn là bạn của Thánh Rosa Lima. Và Martino đã qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 3 tháng 11 năm 1639. Cuộc điều tra phong thánh cho Martino khởi sự sớm từ năm 1657. Nhưng mãi 200 năm sau, tức là năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 mới phong Martino lên hàng chân phước. Và 100 năm sau nữa, ngày 6 tháng 5 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 phong Martino lên bậc hiển thánh. Hương thơm thánh thiện của Martino quả là không thể tàn loãng theo thời gian. Thưa anh chị em và các bạn, ta vẫn gọi ông Thánh Martino là ông Thánh da đen, và nhiều nơi người ta đến cầu Thánh Martino rất là nhiều. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại gương hy sinh, cầu nguyện và bác ái của Thánh Martino. Mình cũng cần học hỏi lòng tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót mà thánh nhân đã luôn luôn thực hiện, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Kỳ thị chủng tộc là cái tội mà hầu như không ai muốn thú nhận, mà thực tế thì vẫn là có cái sự kỳ thị. Cũng như sự ô nhiễm, đó là cái tội của thế giới, là trách nhiệm của mọi người, nhưng không ai muốn nhận lỗi. Không ai xứng đáng là quan thầy của sự tha thứ và sự công bằng Kitô giáo cho bằng Thánh Martino của người nghèo. Thưa anh chị em, đọc cái hàng chữ trong sự yếu lý lịch của Martino, hàng chữ thật lạnh lùng là không có cha, được ghi trong hồ sơ rửa tội, và danh từ con lai hay là vết tích cuộc chiến là cái tên ác nghiệt mà những người thuần chủng gán cho những người mang hai dòng máu. Như bao nhiêu người khác, Martino đã có thể lớn lên thành một con người cay đắng, con người hận đời, hận tình. Nhưng ngược lại, ngay từ còn nhỏ, Martino đã có lòng thương người cách đặc biệt, nhất là những người nghèo và bị xã hội khinh miệt. Trong buổi lễ phong thánh ngày 6 tháng 5 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã có lời nhận xét về Thánh Martino như sau: "Ngài đã tha thứ lỗi lầm của người khác. Ngài đã quên đi những xúc phạm thật cay đắng, vì cho rằng Ngài đáng phải phạt vì những tội lỗi của chính mình. Ngài cố gắng hết sức để đền bù các lỗi lầm ấy. Ngài an ủi bệnh nhân một cách trìu mến. Ngài cung cấp thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người nghèo. Ngài giúp đỡ các nông dân và người da đen, cũng như những người mang hai dòng máu mà thời ấy thường gọi là nô lệ,
Do đó, Ngài xứng đáng với cái tên mà người ta thường gọi là Martino Nhân Hậu. Đó là lời của Đức Giáo Hoàng John 23 nhận xét về Thánh Martino trong buổi lễ phong thánh. Thưa anh chị em, qua cuộc đời của Thánh Martino, ta thấy rõ ràng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Đó là niềm xác tín của chúng ta. Một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là đấng có thể biến đổi tất cả những đắng cay, buồn phiền, thất bại, khổ đau trong cuộc sống của con người thành khởi đầu một nguồn ơn cao quý hơn. Cũng như loài ong chỉ rút mật ngọt từ bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, cũng thế, người có niềm tin luôn có thể rút tỉa được những sức đẩy mới từ những thất bại rủi ro trong cuộc sống. Thánh Martino đã không hận đời đen bạc, giống như nhiều anh thanh niên xâm vào tay chữ hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, hay là xâm mỗi chữ hận trong đó thôi. Martino đã không hận đời đen bạc, không hận con người vì bị người cha bỏ rơi, mà trái lại xem đó như là một dịp may để cảm thông, để học hỏi và để phục vụ người khác một cách hữu hiệu hơn. Hạt lúa rơi xuống đất, có mục nát đi mới trổ sinh được nhiều bông hạt. Đó là định luật của cuộc sống. Thập giá trong cuộc sống thường là khởi đầu và cơ may cho một vươn lên cao hơn. Chúng ta hãy noi gương Thánh Martino luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và nhất là xin Ngài giúp chúng ta lấy tình thương để thắng vượt những ngược đãi của người đời, và biết sẵn sàng phục vụ và phục vụ bằng chính mạng sống của mình. Người đời ngược đãi mình, người đời nói xấu mình, người đời gièm pha mình, hãy lấy tình thương mà thắng vượt tất cả những lời thị phi của thế gian, và sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người đau khổ, những bệnh nhân. Và như thế, chúng ta đang là người đi loan báo và thực hành lòng thương xót của Chúa. Amen. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chút phai nhòa. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta về xứ muôn yêu.